Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Huy Hoàng Hạ Long. Hôm nay mình nói về cái tiến độ làm cái cầu Cửa Lục và các cái đường gom, đường dẫn từ cầu Cửa Lục 1 này, đây gọi là cầu Rồng của Hạ Long này, dẫn ra đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn, Hạ Long Hải Phòng Hà Nội, và một đầu nữa là lối ra khu công nghiệp của Cái Lân, và một điểm nữa là lối vào cái đường trục chính là cái ngã ba của ngã tư kênh Đồng, ba kênh Đồng và ngã tư Ao Cá. Đấy là một cái trục đường chính dẫn từ trung tâm thành phố Hạ Long để đi qua cầu Cửa Lục 1 này và lối vào trong bên Hoành Bồ, bây giờ gọi là phường Hoành Bồ ấy các bạn. Trên cái cung đường cao tốc mới này, cái cung đường này cũng có thể là mình cũng đã làm một cái clip về cái đường này rồi, nhưng cũng có thể nhiều bạn cũng chưa biết vì nó là cái cung đường mới. Cái cung đường này là dẫn từ khu cảng Cái Lân, khu công nghiệp Cái Lân, dẫn thẳng lên cao tốc Hạ Long Vân Đồn và cao tốc Hạ Long Hải Phòng đấy các bạn. Nếu nói về cái những cái đường gom ở khu vực này ấy, thì cũng một số cái cung đường đã làm xong rồi, đã được giải thảm nhựa về phía đường khu công nghiệp Cái Lân là đã được giải thảm nhựa rồi. Thế còn cái đường gom để mà vòng vào cầu ấy, chúng ta vòng xuống vòng lên ấy, thì là phía về đằng cao tốc Vân Đồn ấy là đã được giải thảm và cũng đang chờ giải nhựa. Ở cái clip trước là mình cũng làm về cái cầu Rồng này rồi, cái cầu Cửa Lục 1 này. Nhưng hôm đấy là mình đi tàu ở dưới biển và mình cũng muốn cập nhật theo từng giai đoạn một, vì cái cầu này là rất là đẹp, là khá nổi tiếng ở Hạ Long đấy các bạn. Sau này nó là một cái cảnh quan, vừa là cái giao thông thông thương về cái phát triển kinh tế, nhưng ngược ra cũng là một cái cảnh quan và một cái vẻ đẹp cũng là thể hiện cho Rồng của Hạ Long đấy các bạn. Hôm nay là mình dùng Flycam mình bay ở trên để mình tổng quát được hết những cái đường gom, đường bao, rồi cả tiến độ của cầu. Nói về cầu Cửa Lục 1 này thì được khởi công từ ngày 28 tháng 4 năm 2020. Còn trong cái dự kiến ấy là sẽ hoàn thành vào năm hết cuối năm 2021 này. Thế còn trong cái tiến độ thì Hợp Long ở hai bên vào, bên từ Hoành Bồ sang bên Giếng Đáy, và từ Giếng Đáy lộn ngược lại là tính đến khoảng tầm tháng 9 này là được Hợp Long đây. Tổng cái chiều dài của cái cầu này là 4.265 m. Nếu mà nói về cái cũng là rất là dài đấy các bạn, lối từ bờ Đông sang bờ Tây. Cái điểm đầu tiên của cái cầu này là nằm sát vào cái khu công nghiệp của Cái Lân và thuộc phường Giếng Đáy các bạn, lối vào mê cái đường cao tốc của Hạ Long Vân Đồn. Cái điểm mút ở phía bên kia, bên Hoành Bồ, là lối vào cái đường 279 thuộc xã Lê Lợi của thành phố Hạ Long. Cái tính toán để làm cái cầu này là sau này là sẽ được 6 làn xe chạy, cũng rất là rộng rãi. Để mà thông được cầu và để mà xong hoàn thiện thì chúng ta cũng sẽ phải đến đây, chúng ta phải đi một lần để đi qua, để cũng được trải nghiệm. Vì cũng nhiều nơi bảo là có cầu Rồng Hạ Long, làm sao lại cũng có cầu Rồng, thì sau này đến khi mà xong rồi các bạn sẽ được chiêm ngưỡng ở đây, nó cũng một cái cầu Rồng tuyệt vời đấy. Cái đoạn cầu chính ấy, mà mình bay ở trên cho các bạn nhìn ấy, chỗ màu vàng màu xanh đấy, đấy là cái cầu chính này là được làm bằng dạng vòm ống thép đấy các bạn. Cái đoạn cầu chính này là rộng 33,1 m, dài được 290 m. Sau này đấy là cái khu gọi là Rồng đấy các bạn. Cái trong những cái clip mình cũng đã làm thì hôm nay là mình cũng tổng quan lại, vì cái này này cứ mỗi một cái đợt mà tiến độ được đến đâu thì mình sẽ làm đến đấy. Cho nên là hôm nay mình cũng làm cái clip này là để xem cái tiến độ vào cái tháng 7 này. Đây là hiện tại đúng tháng 7 để là đã phát triển được đến đây rồi. Thì đợi đến cái lúc nào bắt đầu Hợp Long được thì mình lại ra mình làm tiếp một cái nữa để giới thiệu cho các bạn. Thì clip của mình hôm nay mình làm nó cũng vì cái điều kiện cái cầu này ấy, là thi công cũng rất là phức tạp, cho nên là mình cũng không làm được dài. Thì cũng mình xin dừng clip ở đây. Hẹn các bạn ở những cái clip sau, mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu về cầu Rồng. Chào các bạn xem thấy hay thì ủng hộ cho kênh của Huy Hoàng. Xin chào các bạn.